chúng mình xua nè tặng ngọc nè ngày nay dân màu chụp nè mà đỏ kia đấy đồng bày màu điền chiếc để xa Việt Nam và to nơi mê điền và to vì mê điền thì muốn cứ cồng cua xa kiện vì ngày nay dân cho đọc kiện bày tại mà đòn nè tặng ngọc nè chắc dân miền biển chỉ tra lên tiếp tại dân cua tại có cua tại che đồng bày dục từ phà phà nè chụp buôn nè đại quan mình toàn che để dây chỉ clear xôm điền chỉ biển sân để xa tha về để dân điền chỉ biển cứ vía lầy lầy nghe xua là con cá phải trên sầm lầy P đại dương trên vật bẩn trên chủ đề tịch tuổi háo P nó dương ai phải trên chủ đề về ba nghìn số là không cả phải trên chủ đề ngát nẹt ngọt nè bạn à lớn nhung ok xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến gặp các bạn một lần nữa rồi để mà mình sẽ chia sẻ những từ cơ bản trong gia đình cách xưng hô như thế nào cho nó đúng nhất có thể. Video kế tiếp này của mình là video thứ ba rồi ha, là phần ba là nó sẽ có những cái từ mới để mà cho các bạn có thể là biết để mà ngày sau mình khi mà mình cần dùng nó thì mình có thể là dùng được. Một ngôn ngữ thì cái tầm quan trọng của nó là từ vựng ha, mình phải học từ vựng, nắm bắt cái từ vựng cho rõ ràng khi mà mình nói một cái ngôn ngữ nào đó. Nếu mình nếu không biết từ vựng thì điều gì mình cũng không thể nào nói được ha. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau vào học từ vựng luôn ha. Ok, let's go. Chị dâu, chị dâu, bon clay stray, bon clay stray. Em dâu, bon clay stray, bon clay stray. Chú, bù, dì, minh, cô, minh khang ở bục, có thể gọi tắt là minh. Mình cậu mia khang mà đai có thể gọi tắt là mia vợ lớn pro pun đam vợ bé pro pun chong đàn ông quá vợ pua mai cái từ tiếng Việt của mình là gọi là đàn ông quá vợ, thì mình không biết là mình có phát âm cái từ quá là đúng hay không. Nếu mà mình phát âm sai thì các bạn xin thông cảm ha, tại vì cái từ quá này mình rất là ít có dùng, từ nhỏ đến lớn thì mình dùng tầm 1-2 lần gì đó thôi, thì có thể là mình phát âm sai ha. Nếu có phát âm sai xin các bạn thông cảm. Đàn bà quá chồng mề mài độc thân lưu còn độc thân nơ lưu con cả côn chbon con úc côn pừ con ruột côn bòn cạp con nuôi côn thoa hay là mình có thể gọi là côn trình châm con
dâu con dâu con pro sa srei con pro sa srei con rể con pro sa pro con pro sa pro. Ok, ông con trai này tạo nét đã bán tôi xin video rồi bọc nhóm đó chóp và khơi video rồi bọc nhóm miền bờ giáo chủ của nét học nét đồng bày riêng pizza Việt Nam nét học nét xong chụp like chụp share video được rồi chụp like page đồng bày tôi bán video thay mấy phòng này ai trai đồng đấy ông bật kẹt đồng rồi bỏ dướng bán tôi video rồi bọc nhóm phòng này nhé và ông con trai này tạo nét nó không video rồi bọc nhóm u kẻ hoa tha bờ miền ca edit kho cả lại nè mỗi xong bọc ôn tạo học nét số một phải tập phong nhé của Pevli là một nhóm ở sân miền Pevli đang bị phơi video trang nói này tặng học nè chân nhóm chuyên P đang bị phơi video này tặng học nè tệ nát bạc chân bậc hơn video là một nhóm đó xong chuyện tài chuyện xe đang bị đo công năng cho nhóm thua video thay tiết ở này tặng học nè nhé ở quân trang chuẩn bị đi này tặng học nè bye bye.